Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Lạnh Mai Chi. Hôm nay mình đi sửa một cái điều hòa Daikin hàng nội địa Nhật bãi. Khách báo là không mát. Con này đầu 22 đời 2006. Hiện tượng báo khách báo máy không mát. Thì sau khi mình bật chạy khoảng tầm 5 phút thì bây giờ mình sẽ check lỗi xem là máy báo lỗi gì. Rồi thì mình tiện đây cũng hướng dẫn cho bạn nào mà không biết check lỗi của dòng Daikin thì chúng ta biết luôn, còn bạn nào biết rồi thì chúng ta bỏ qua. Đối với dòng Daikin thì các bạn có thể sử dụng điều khiển của hãng chính hãng của hãng Daikin bất kỳ, ví dụ điều khiển của Thái Lan, hàng 220 các bạn đều có thể sử dụng để check lỗi dòng máy nội địa, kể cả là các hãng khác. Panasonic cũng vậy các bạn nhá. Không nhất thiết là các bạn ta phải dùng điều khiển của Nhật để check lỗi. Khi mà chung hãng thì nó sẽ chung mã lỗi và chung cái điều khiển. Vẫn chỉ có điều là nếu mà chúng ta sử dụng điều khiển của Nhật ấy, thì có thể nó có thể nhiều cái nút tính năng phụ hơn, còn về những tính năng chính là nó giống nhau. Còn về vấn đề check lỗi thì các bạn dùng điều khiển của hàng Thái Lan bằng tiếng Anh, chúng ta quen thuộc thì chúng ta check lỗi sẽ dễ hơn. Thì yên tâm là các bạn yên tâm là nó sẽ check lỗi bình thường các bạn nhé, chứ không có vấn đề gì cả. Một số bạn thì chúng ta thắc mắc là gì, là không biết điều khiển của hàng 210 có check lỗi được hàng nội địa hay không. Thì mình trả lời các bạn luôn là hàng Panasonic, Nationale hoặc là Daikin như này chúng ta dùng điều khiển chính hãng của hàng 210 Thái Lan, chúng ta check lỗi bình thường thôi. Thì để check lỗi dòng Daikin thì các bạn bấm và giữ ở màn hình điều khiển đang chạy như này, chúng ta bấm và giữ nút cancel ấy. Chúng ta bấm và giữ và trên màn hình xuất hiện chữ 00. Rồi chúng ta sẽ gì, buông tay ra và chúng ta sẽ bấm. Rồi buông tay ra, mỗi lần chúng ta bấm một cái thì nó kêu píp một cái. Khi nào nó gặp lỗi thì nó sẽ kêu píp kéo dài ở cái mã hiện trên màn hình, chính là mã lỗi của máy hiện tại. Máy vẫn đang chạy nên là gió thổi hơi mạnh. Đó, các bạn nghe tiếng gì? Bíp kêu ở F6. Máy hiện tại đang ghi lỗi là lỗi ở F6. Thì theo tài liệu kỹ thuật thì mã lỗi F6 này thì nếu mình nhớ không nhầm là liên quan tới một là áp suất ga cao bất thường hoặc là bị nạp thừa môi chất, nạp thừa ga. Thì chúng sau đây chúng mình sẽ ra ngoài khối cùng nóng, ta sẽ tiến hành kiểm tra thực tế bên ngoài khối cùng nóng xem là nó gặp cái trục trặc và hư hỏng như nào. Rồi, hiện tại thì mình đã ra bên ngoài khối cùng nóng và mình đã bắt thang sẵn đây rồi. Đây các bạn nhìn này, hiện tại thì máy nén bắt đầu chạy, dòng làm việc đang tăng lên là 0495A. Và các bạn để ý là gì? Theo như mình quan sát là gì? Đây là quạt cục nóng không hoạt động các bạn nhé. Đây các bạn để ý, cánh quạt vẫn đứng im luôn. Đây mình quay gần cho các bạn xem. Đó, Daikin. Đấy, thông tin AP22 giống như mặt lạnh bên trong. Đời 2006, ga 410. Đấy, vậy là nguyên nhân là gì? Quạt cục nóng không hoạt động dẫn đến dòng làm việc là áp suất ga là cao, cho nên là máy vừa nãy check lỗi là báo lỗi F6. Đó, dòng làm việc đang tăng cao. Đấy, như vậy là các bạn thấy là gì? Nguyên nhân là bước đầu là chúng ta thấy là quạt không hoạt động, còn chưa biết là quạt hỏng hay là do mạch điện hỏng. Thế nhưng mà mình chưa tháo máy ra. Thế nhưng mà khi chúng ta check lỗi thì chúng ta thấy là gì? Nó báo một cái mã lỗi liên quan áp suất ga cao hoặc là nạp dư ga. Gần như có vẻ nghe như cũng không hợp lý lắm, nhưng mà nguyên nhân thực tế là hiện tại là quạt dần nóng nó không làm việc. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành tháo vỏ cục nóng ra và kiểm tra xem nó hư hỏng quạt hay là cái mạch điều khiển. Rồi, sau khi mình tháo cái quạt xuống đất, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra cái quạt trước. Ở đây thì các bạn nhìn rõ là cái gì? Người ta sử dụng quạt này
Daikin, nhưng mà quạt này khá là giống của hãng Pana đấy. Dùng quạt dùng nguồn 100V. Quạt này quạt AC. Quạt này điện AC 100V 50-60Hz các bạn nhé, 12W. Rồi, như vậy là nó chỉ có 3 chân đấu điện là chân trung chạy đề thôi. Ta sẽ tiến hành đo cột điện là cái này. Đợi đi quạt AC này thì chúng ta dùng đồng hồ thang đo nhân 10. Ta sẽ kiểm tra. Đầu tiên chúng ta sẽ đo cặp dây đỏ trắng trước. Rồi, đồng hồ lên kim. Rồi chúng ta đo đỏ đen xem nào. Đỏ đen không lên. Chúng ta đo đen trắng nha. Không có gì. Như vậy là nó bị đứt cái dây đen này. Quạt này thì cái bệnh này thì rất là giống của hãng Panasonic, kể cả Pana hàng Thái Lan inverter hay là Pana hàng nội địa. Mà dùng quạt AC như này thì thông thường nó hay bị đứt cái chân trung, chắc là một số bạn này chúng ta đã đi sửa nhiều chúng ta cũng biết. Thường là bị đứt chân trung. Đây, đo lại lần nữa cho các bạn xem này. Chúng ta đo cái cặp đỏ đỏ trắng này có điện trở. Chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là đây là tổng trở còn chạy đề. Rồi chúng ta đo gì? Đỏ đen là không có gì này. Rồi chúng ta đo gì? Đỏ trắng, quên, đen trắng này. Đen đỏ đen không có gì và gì? Trắng đen không có gì này. Như vậy là nó bị đứt cái dây đen này. Đứt dây đen này. Quạt này là quạt 100V. Quạt này lại là quạt quạt gì? Sứ. Cho nên chúng ta sẽ không thể tháo ra, khả năng là bị đứt còn bảo vệ nhiệt ở cái đoạn chân trung thôi. Nhưng mà quạt này quạt sứ là quạt đổ liền cho nên chúng ta không thể tháo ra sửa chữa được. Phương án chúng ta là sẽ thay thế một cái quạt khác, nhưng mà điều khó khăn ở đây là cái quạt này là sử dụng quạt 100V. Chính vì thế mà để thay thế thì chúng ta phải sử dụng kiếm một cái quạt 100V. Đó, các bạn nhìn chưa? Quạt 100V. Như vậy để mà thay thế thì phương án này, một là chúng ta sẽ lắp kiếm một cái quạt, cái này quay thuận, cánh quay thuận. Cái này là quay thuận các bạn nhé. Ta sẽ kiếm một cái quạt 100V hoặc là sẽ dùng một cái quạt 220 để thay thế. Cách tốt nhất là nếu bạn nào kiếm được quạt 100V thì chúng ta sẽ thay thế quạt 100V thì không phải chỉnh lý gì cả. Còn nếu như mà không có quạt 100V thì chúng ta sẽ dùng cái quạt 220V. 220V thì thay thế vào đây thì chúng ta sẽ phải sử dụng lai chế một tí chút ở trên cái mạch điện kia để có thể điều khiển được quạt 220, bởi vì cái mạch điện của nó đang sử dụng điện 100V. Đó, đang sử dụng 100V thì chúng ta thay sang quạt quạt này là quạt AC cho nên chúng ta có thể lai thành quạt 220 được. Nó không sử dụng quạt DC cho nên là nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà để sử dụng được quạt 220 thì chúng ta sẽ phải lai chế một chút. Đây. Ta quay lên cái bo công suất điều khiển thì các bạn thấy là gì? Cái rắc cắm 3 chân đó chính là rắc cắm quạt và có con tụ to như vậy và một con dơ le bé. Thì như vậy là con dơ le bé này, con dơ le sẽ cấp điện cho cái quạt này. Và con tụ này chính là con tụ đề của cái quạt đấy. Đây là rắc cắm quạt. Rồi, thì chúng ta sẽ kiếm quạt 100V để thay thế, hoặc là chúng ta sẽ lắp quạt 220. Lắp quạt 220 thì mình sẽ lai chế một chút. Để mình đi kiếm quạt 100V xem có không đã. Rồi có gì mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn cùng tham khảo nhé. Rồi, quay trở lại với cái máy điều hòa Daikin nội địa này. Thì hiện tại thì cái quạt 100V này đang bị hư hỏng và bên bán linh kiện người ta đang hết hàng. Mình sẽ không mua được cái quạt 100V. Mà thời tiết thì đang nắng nóng, khách hàng thì lại đang rất là cần. Chính vì thế mà mình sẽ thay thế bằng cái quạt 100V này, bằng cái quạt 220V này. Đây. Quay gần một chút cho các bạn xem. Đây, mình sẽ thay thế bằng cái quạt 220V này, 27W. Mình thay thế cho cái quạt 100V nguyên bản này. Thì tiện đây mình sẽ làm video clip để chia sẻ các bạn cái cách chúng ta có thể đối với quạt AC như này, chúng ta thay sang cái quạt này, kể cả quạt DC mình vẫn thay được quạt này các bạn nhé. Kể cả nó dùng quạt DC 5 giây thì mình vẫn thay sang quạt này được. Nhưng khi nào gặp cái ban bệnh của cái máy dùng quạt DC mà nó hư hỏng thì độ chế sang cái quạt 220 này thì mình sẽ làm clip sau. Hiện tại thì mình sẽ thay thế cái quạt AC 100V này bằng cái quạt AC gì 220V này. Thì để mà sử dụng được quạt 220V trên cái bo mạch điều khiển của nó thì
thì người ta lại điều khiển là người ta sẽ lại điều khiển là gì, cái điện 100V cấp quạt, ở đây là tụ, ở đây là dơ le cấp nguồn cho cái giác quạt nằm ở đây. Thì để lắp được quạt 220V vào đây thì chúng ta sẽ cần phải độ chế ở đây một chút, thì các bạn cũng nên tháo bao công suất xuống dưới đất, chúng ta sẽ thử, chúng ta sẽ thao tác rất là đơn giản. Đầu tiên các bạn nhấc cái con dơ le này ra ngoài cho mình, các bạn tức là hút, các bạn nhấc cái con dơ le ra ngoài rồi, còn các bạn lắp cái quạt kia vào nguyên bản. Thì sau đây mình sẽ tiến hành lắp quạt vào cái giá đỡ của nó, rồi mình sẽ nhấc con dơ le này, rồi thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn. Rồi sau khi mình đã lắp cái quạt mới vào như này rồi và mình đã đấu tụ cho nó, chỉ còn là hai chân chúng ta sẽ cấp điện 220 vào đây là máy chạy. Thế thì để xử lý được cái vấn đề này trên cái mạch điện, trên mạch công suất như này, thì các bạn hãy hút cái dơ le, các bạn hãy hút cái con dơ le bé vừa lúc nãy mình chỉ ở đây ra. Đây mình đã hút ra ngoài sẵn như này rồi. Thì con dơ le bé điều khiển quạt cũ ở trên cái mạch điện á, thì các bạn sẽ thấy là gì, các bạn chờ tí nó hơi bị mờ. Đó, các bạn à, máy quay chưa lấy nét được nên là các bạn chưa nhìn thấy được cái. Với các bạn thì chúng ta sẽ sử dụng cái con dơ le cũ của nó luôn. Thì các bạn hút ra ngoài như này thì các bạn sẽ hàn cho mình là gì, hai cái chân tiếp điểm của nó, các bạn hàn cho mình hai sợi dây ra như này. Và sau đó thì hai cái chân của cuộn hút ấy, thì các bạn hàn giả đúng vào cái vị trí các bạn hàn giả đúng cái vị trí cuộn hút của nó như này cho mình. Đó, các bạn sẽ hàn giả đúng cái vị trí cuộn hút như này cho mình. Còn hai cái chân tiếp điểm của nó các bạn hàn cho mình hai cái mẫu, hai cái sợi dây ra ngoài như này. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành hàn vào luôn. Đây. Sau khi mình đã hàn vào con dơ le trả vào mạch như này thì các bạn thấy là gì? Mình sẽ hàn hai cái chân cuộn hút giả vào vị trí cuộn hút của dơ le. Con tụ này bây giờ chúng ta sẽ bỏ đi, chúng ta không dùng đến nữa mà chúng ta chỉ dùng cái sử dụng gì? Lại con dơ le cũ của nó. Chúng ta sử dụng cái lệnh điều khiển từ vi xử lý này điều khiển con dơ le này. Chính vì thế mà chúng ta phải hàn giả hai chân cuộn hút vào đúng vị trí hai chân cuộn hút của nó trên cái mạch điện. Để khi mạch điện nó ra lệnh để cấp điện cho quạt chạy thì nó sẽ điều khiển đóng dơ le này vào. Thì cái hai cái chân tiếp điểm của nó chúng ta sẽ hàn hai sợi dây ra như này rồi, thì chúng ta sẽ cố định vào đây để tránh trường hợp chúng ta lôi cái sợi dây nó sẽ giật bong mạch cái dơ le hàn này ra. Rồi thế thì cách đấu vào điện như sau. Thì do cái quạt chúng ta vừa thay vào là quạt điện 220 thì mình đã đấu tụ điện vào như này. Chúng ta sẽ đấu các bạn quạt này khá là quen thuộc với các bạn. Quạt này Trung Quốc sản xuất thì nó khá là quen thuộc với các bạn là anh em ta làm nghề rồi. Thì chúng ta đã mình đã cắm tụ cho nó như này. Con tụ trên mạch là bây giờ mình bỏ đi các bạn nhá. Tụ nó dùng tận tụ 6 mi cơ. Thông số nó dùng tụ 6 mi và bây giờ mình trên quạt này mình chỉ dùng tụ 2 mi hoặc 2,5 mi thôi. Đó. Thì chúng ta đấu tụ sẵn rồi thì chúng ta chỉ cần cấp điện vào hai cái chân dây đen trắng này thôi là cái quạt của mình sẽ chạy. Thế thì bây giờ mình đã hàn hai cái dây tiếp điểm của dơ le điều khiển ở trên mạch điện ra như này rồi. Vẫn con dơ le cũ của nó các bạn nhá, mình không thay đổi gì cả. Thì bây giờ chúng ta chỉ sử dụng nhờ hai cái chân điều khiển cuộn hút bằng cái vi xử lý này thôi. Thì khi mà vi xử lý điều khiển cho quạt chạy thì nó sẽ cấp điện để đóng con dơ le này vào. Thì lúc đấy chúng ta sẽ làm như sau. Thì chúng ta kết nối vào hệ thống thì chúng ta sẽ một dây của tiếp điểm chúng ta sẽ đấu vào cái dây đen như này, hoặc dây trắng, dây nào cũng đều được. Chúng ta sẽ đấu vào như này. Tí nữa mình đấu xong thì mình sẽ quay lại cho các bạn một lần nữa để các bạn xem là nó đấu như nào. Thì chúng ta sẽ mắc nối tiếp, chúng ta đấu dây đen vào một trong hai dây tiếp điểm này. Đây mình đấu. Đây. Giả sử là mình đã gì? Cái dây tiếp điểm này mình đã đấu sẵn vào cái dây đen rồi. Thế còn lại một sợi dây trắng này và một sợi dây tiếp điểm này, tí nữa mình sẽ cấp vào điện gì? 220V trực tiếp từ cái nguồn điện cấp vào luôn. Để khi nào là gì? Cái mạch điện nó ra lệnh điều khiển cho quạt chạy thì nó sẽ cấp điện đóng con dơ le này. Đóng con dơ le này thì sẽ đóng cái tiếp điểm này. Đóng tiếp điểm này thì chính là gì? Chính là đóng cái nguồn từ cái dây đỏ này chạy sang cái dây đen này. Cũng giống như chúng ta cắm cái dây đen đỏ này vào nguồn điện là nó chạy ok. Rồi, sau đây thì mình sẽ tiến hành lắp cái mạch này trả lên máy và sau đó mình sẽ quay lại cho các bạn xem là chúng ta sẽ đấu như nào. Sau này nếu như có hư hỏng cái quạt cục nóng 220 này thì các bạn cứ thế các bạn thì thay cái quạt, các bạn không cần thay đổi cái phần trên mạch để xử lý này nữa. Các bạn cứ việc thay cái quạt như bình thường, như một cái quạt máy chạy 220 bình thường. Rồi, sau đây mình sẽ tiến hành lắp giả bao công suất, giả lại máy và lắp lại quạt máy và chạy thử máy cho các bạn xem. Rồi. Ok, sau khi đấu nối vào hệ thống như này. Các bạn nhìn rõ này, đây là hai cái dây tiếp điểm dơ le, ta sẽ mắc nối tiếp. Đây là cái dây chúng ta sẽ tí sẽ mắc vào nguồn điện 220V này. Và một dây ta đấu thẳng vào dây quạt luôn. Còn một dây cấp nguồn 210 thì chúng ta sẽ đấu chạy vòng qua cái tiếp điểm dơ le vào cái dây quạt như này. Giờ đấy, mình sẽ đấu như vậy. Sau khi đấu xong thì các bạn sẽ cố định cái dây nó chặt chẽ vào để cho nó khỏi bị lôi giật.
gây ra hiện tượng đứt dây. Đó, như này thì các bạn đã hiểu được cái cách ta làm chưa? Một dây điện cấp 20 đấu thẳng quạt, một dây điện 220 thì còn lại thì chúng ta sẽ đấu mắc chạy vòng qua, nối tiếp qua cái tiết điểm dây le để về cái quạt như này. Và chúng ta sẽ đấu cái dây điện này. Dây điện này mình sẽ đấu thẳng vào nguồn điện 220 luôn. Và khi nào mạch điện cần cho quạt chạy nó sẽ ra lệnh đóng dây le và quạt đây sẽ chạy. Rồi sau đây mình cố định dây vào và chạy thử máy cho các bạn xem. Rồi ok. Dây điện là từ trên cái quạt chúng ta đấu trực tiếp vào điện 220 của cái nguồn cấp đầu vào như thế này. Đây các bạn thấy chưa? Chúng ta sẽ cấp vào bên cùng điện đấu 220. Và hiện tại thì lốc máy đang chạy. Lốc máy đang chạy. Làm vào việc tôi xuống còn 4,03 ampe. Rồi, như vậy là vừa rồi mình chia sẻ với các bạn một cái ban bệnh trực tiếp của máy điều hòa Daikin nội địa hàng 100V bị chết hư hỏng quạt 100V và người ta độ chế thành quạt 220V. Và hiện tại máy đã chạy ok rồi. Thì mình sẽ xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Nếu bạn nào cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm like video cũng như là bấm đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Tôi nói chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. 4,12A. Rồi ok.